cho anh em nhé. Thì trước khi á, mình chữa cái bơm máu để chữa cái tay đó, thì mình phải lấy cái ngón tay á, mình ấn nè, cái tay mình nhìn đầu mình tay ấn nè. Allez-y, faites en même temps. Ở đây đau nè. Voilà. Ở đây có đau không? Ít. Vous appuyez bien autour. Vous appuyez ici. C'est la main ou pas? Cái chỗ này đau nhiều nhất. Ici, la main. Voilà. Bây giờ khi mà bệnh nhân ấy, đau chỗ này nhiều nhất, thì cái phía bên trong nó tổn thương tương ứng với chỗ này. Alors, ça veut dire, si on appuie ici, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce côté-là, c'est... Ví dụ đau đây, thì nó sẽ bị tổn thương chỗ này. Voilà. Si la main là, on appuie, ça veut dire qu'il y a une blessure qui est là. Okay. Hồi trước giờ cái tay có bị viêm không? Est-ce que vous avez une affection? Bị ù rồi có lúc riết luôn. À, đi luôn, ok. Và mọi người khi mà ý của tôi nói là tại sao? Tại vì khi cái tay mà nó bị ù ở đây á, thì mình lấy cái này mình dính ra mình dây, mà mình dây vậy đó, mà nếu như cái người bệnh á, người ta dễ chịu á, thì mình sẽ bơm máu để mình chữa cái tay này. Nhưng mà nếu mà mình dây chỗ này á, bệnh nhân đau chịu không nổi á, thì nó bị viêm ở trong rồi, thì chúng ta không được bấm. Voilà. Il faut faire vraiment attention quand vous appuyez, vous mettez le doigt là, vous appuyez, vous tournez dans le sens de l'aiguille du montre. Quand vous appuyez et que la personne ne sent pas trop de douleur, s'il a beaucoup de douleur, c'est-à-dire qu'il y a une infection dans l'oreille interne. Par contre, s'il sent bien, on a mal, mais même s'il tourne et il se sent bien, pas douloureux, à ce moment-là, on peut le faire. Vậy, il faut faire vraiment attention hein. Vậy, cho nên là nếu như mà mình không có đau hả? Thì khi mà đau vậy mà mình nãy mình xoa cho anh này đó, hay mình làm nóng vậy đó, mà anh thấy dễ chịu và không còn đau nữa, có nghĩa là mình có thể bơm máu về chữa lỗ tai này được. Si on appuie, on tourne, il se sent bien. À ce moment-là, on peut à ce moment-là faire monter la pression sanguine sur la tête. Mais s'il sent très mal, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a une infection dans l'oreille interne. Il faut te poser la question avant de faire. Nếu mà nó viêm ở trong đó, thì bắt buộc mình phải dùng cái đá mà nãy mình nhìn thấy đây, bỏ vào trong cái ngăn đá lạnh, rồi mình sẽ chườm thẳng như chỗ này. Thì khi chườm thẳng này sẽ làm chống được cái viêm bên trong. Thì lúc đó cái lỗ tai người ta không còn ù nữa, mà nó chống được cái viêm. Si par exemple, il sent que c'est très douloureux, qu'il y a une infection interne. Pour calmer la douleur, il faut prendre la pierre, vous prenez la pierre, vous mettez au congélateur, donc la pierre va être froide, et vous le mettez là. Et comme c'est une pierre basale, ça va d'abord calmer la douleur, et après, comment dire, la toxine. Voilà, donc, parce que vous savez, la pierre basale, c'est une pierre de massage qui va enlever les toxines, voilà, il purifie, mais il enlève. Vous savez, je ne sais pas si vous soignez par la pierre. Quand vous soignez avec les pierres, normalement, les pierres aspirent les toxines. S'il y a un virus à l'intérieur de l'oreille interne, la pierre va aspirer la toxine. Mais attention, c'est du froid, hein? Pas chaud. Hein? Pierre dans le congélateur, vous prenez la pierre froide, vous mettez, ça va aspirer la toxine. Bây giờ mình nhìn là đây, là khi cái tai mà bị cái lỗ tai mình là bị là do cái mao mạch đó nó bị co lại, nó không có nuôi máu được vô trong cái lỗ tai mình này. Và chính vì vậy á, nó làm cho cái lỗ tai mình ù, làm lỗ tai mình nó thêm một cái chứng nữa là cái chứng rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình có nghĩa là khi mà ta bị cái tai vậy thì ta nằm xuống vậy nè, ta xoay qua đây ta thấy cái nhà làm như nó quay mòn mòn vậy đó. Rồi thì cái đó là cái chứng rối loạn tiền đình, thì mình dùng cái phương pháp này bơm máu lên thì nó cũng sẽ khỏi luôn cái chứng đó. Si le sang, là, on peut avoir du vertige, parce que quand le sang n'amène pas l'oxygène dans la tête, dans le cerveau, à ce moment-là, on peut avoir des problèmes de vertige, on n'entend pas bien. Bây giờ mình xem cái hoạt động của cái tai, âm thanh nó vọng vô comment, pourquoi on entend? On entend le son, ça rentre, et vous avez ici le tympan. Thông thường là mao mạch nó không có đưa cái máu được vô trong đây, nó không có đưa được cái ô hồng cầu vô, không được oxy vô tới mấy chỗ này, nó làm mấy chỗ này bị rối loạn.
và làm cho cái tai nó bị ảnh hưởng. Thành ra là cái cách chúng ta là làm sao để bơm máu điều hết trong đây, và khi bơm máu được điều đây thì cái lỗ tai nó hồi phục lại. Quand le sang n'arrive pas ici, il n'y a pas d'oxygène qui va alimenter. Donc toute cette partie-là n'est pas correctement alimentée par le sang et l'oxygène, ce qui fait que ça crée des blocages, on n'entend pas bien. Maintenant la technique, c'est qu'il faudrait amener le sang à ce niveau-là, pomper le sang. C'est pour ça qu'on pompe le sang dans la tête, au niveau oreille, pour bien nourrir cette partie-là. Et une fois que cette partie-là est bien nourrie, eh ben, on n'entend plus. Mười mấy hai chục năm nay rồi. Thì bây giờ thí dụ như lấy cái ngón tay chặn vô lỗ tai này đi. Anh lấy ngón tay này chặn vô, chặn sâu vô. Rồi bây giờ ở đây nghe không? Nghe nhưng mà không có rõ. Nghe không có rõ lắm đâu. Đừng nhìn tôi. Đại diện tôi. Tôi làm cái âm thanh vừa vừa thôi. Có nghe rõ cái âm thanh không? Nghe. Nhưng mà nếu mà nói thì nghe cái lời nó không rõ đúng không? Rồi. Và như vậy là trường hợp ông này là cái lỗ tai nên bị chặn ở đây thì nghe cái lỗ tai này không được rõ lắm. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái cách bơm máu để mọi người xem. Tất nhiên là sau khi tôi bơm máu tôi chữa cái tai này xong thì mấy anh em giảng viên hướng dẫn cho tất cả mọi người làm được. Ok. Bây giờ tôi làm cho anh ha. Rồi bỏ tay ra đi. Bỏ tay ra ha. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.